Xin chào các bạn. Hôm nay Hằng và Châu sẽ hướng dẫn các bạn một bài tập để mình giảm mỡ ở vòng 2. Thường vòng 2 của mình rất là khó xuống. Nhưng mà hôm nay với bài tập đơn giản, thay tạ mình sẽ cầm một chai nước. Mình có thể dùng chai nước suối cỡ lớn hơn chút xíu nếu mình muốn là cái tác dụng nó nhiều hơn. Bạn có thể tập ở nhà bằng với dụng cụ rất đơn giản như thế này. Còn nếu mà mình ở phòng tập thì mình sẽ thay bằng cục tạ. Thì như vậy nó sẽ có cái độ bám và độ cầm nhiều hơn. Mời các bạn chúng ta bắt đầu. Hai chân mở rộng, xoay mũi chân vào, góc chân xoay ra ngoài. Rồi, tay trái mình cầm chai nước nè, hoặc là cầm tạ nhé. Thả lỏng tay ra, thẳng lưng căng ngực lên, tay phải lên cao, ép sát tay vào đầu. Rồi nhớ hóp sát bụng vào, bao nhịp liên lường thở, nhịp 4 trở về hít sâu. Bắt đầu. 1, 2, 3, 4, xuống, thở, 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 hít sâu vào, 2, 2, 3, siết chặt bụng nào, thở, 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 hít sâu thẳng tay, 3, 2, 3, nâng cằm lên nào, thở, 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 hít sâu, 4, 2, 3, hai tay đều duỗi thẳng nhá, thở, 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 hít sâu vào, 5, 2, 3, nhớ hóp bụng chặt vào, thở, 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 hít sâu, 6, 2, 3, nâng cằm lên nào, thở, 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 hít sâu, hóp, 7, 2, 3, ép eo nghiêng lườn nào, 5, 6, 7, một lần nữa nhá, 8, 2, 3, thẳng cánh tay nghiêng ép, 5, 6, 7, nghiêng giữ luôn, kéo căng lên giữ 4 nào, hít thở 3, siết chặt bụng 2, ke giữ 1 thở đi, lên 2 thở, lên 3 thở, lên cuối thở luôn. Ôi, mời lớp trở về, thả lỏng vai. Ôi, hai tay mình cầm ở đầu, còn chai nước nào đặt phía sau vai, mở căng vai ngực ra. Ôi, hông đẩy sang bên trái, xoay mũi chân trái vào. Đúng rồi, gối phải mình hơi khuỵu nhẹ xuống để bỏ bớt gối cái phần đau phần gối dưới. Mở vai căng ngực ra, xoay mặt nhìn sang vai trái, một nghiêng vai, 2, 3 mở vai, 4 trở về, nhìn sang trái luôn nào, đi vai trên, bắt đầu, 1, 2, 3 mở vai luôn, 5, 6, 7 mắt nhìn qua bên trái, 2, 2, 3 hóp sát bụng lại nào, thở, 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 hít sâu, 3, 2, 3 vai trên mở rộng luôn, thở. 4, 2, 3 nhớ hóp bụng thiên nhiên, thở, 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 hít sâu, 5, 2, 3 mắt nhìn sang vai trái, thở, 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 hít sâu, 6, 2, 3 căng lưng vai, thở, 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 hít sâu vào, 7, 2, 3 mở rộng vai, 5, 6, 7 một lần nữa nào, 8, 2, 3 hóp bụng nghiêng xoay, 5, 6, 7 xoay lên sau giữ luôn, mắt nhìn sang trái, nghe giữ 4 nào, hít thở 3, hóp sát bụng của 2, giữ 1 thở đi, lên 2 thở, lên 3 thở, lên cuối thở luôn. Ôi, trở về hít sâu, mời lớp hai chân mình khép lại. Đây, hai chân mình mở rộng nhỉ, bằng vai thôi, bằng vai, khép bớt rồi. Đây, trọng tâm đứng dồn trên phải, ngón gót chân trái lên, xoay gót chân ra ngoài, thẳng gối, đẩy hông lên cao, hai gối đều thẳng nhá. Cái hông trái của mình nâng lên cao, không phải tự động hạ xuống. Rồi, đổi tay nào, tay trái mình cầm tạ hoặc là cầm chai nước ngay giữa luôn. Co tay phải đặt lên đầu, ép sát tay vô. Rồi, tay trái mình luồn ra phía sau, cầm ở khuỷu tay. Cầm khuỷu tay. Rồi, nắm bên này luôn, đúng rồi, tưởng ngực căng lưng lên. Thẳng gối không đẩy hông, ba nhịp nghiêng lên ép, 4 trở về hít sâu. Chuẩn bị, bắt đầu. 1, 2, 3, nâng cằm mắt nhìn lên nào, thở, 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 hít sâu, 2, 2, 3, nhớ hóp bụng khi nghiêng, thở, 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 hít sâu vào, 3, 2, 3, hai tay sát vào đầu, thở, 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 hít sâu, 4, 2, 3, nhón gót trái cao lên, thở, 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 hít sâu, 5, 2, 3, nâng cằm lên nào, thở, 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 hít sâu, 6, 2, 3, nâng cằm nhìn lên, thở,
thở, thở dáng giữ hông vào. 7, 2, 3, căng lưng phải luôn. 5, 6, 7, một lần nữa nào. 8, 2, 3, ứng ngực căng lưng. 5, 6, 7, nghi luôn, kéo căng lưng giữ 4 nào. Hít thở, hít thở, 3, siết chặt ngực 2, ke giữ 1 thở luôn. Lần 2 thở, lần 3 thở, lần cuối thở. Ôi, trở về hít sâu. Ôi, mời lắm hạ tay xuống. Tay phải mình cầm chai nước hoặc cầm cục tạ, thả lỏng vai xuống, tay trái lên cao hàng tay. Ba nhịp nghiêng đường thở, nhịp 4, trở về hít sâu. Nâng cầm lên, mắt nhìn về phía trước. Bắt đầu. 1, 2, 3, hàng tay nào. Thở, 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 hít sâu vào. 2, 2, 3, mắt nhìn về trước nào. Thở, 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 hít sâu, 3, 2, 3, thả lỏng tay phải, thở, 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 hít sâu, 4, 2, 3, tay bắt đầu luôn, thở, 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 hít sâu, 5, 2, 3, thả lỏng tay, thở, 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 hít sâu vào, 6, 2, 3, gồng chặt mồm nào. Thở, 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 hít sâu. 7, 2, 3, cố gắng nào. 5, 6, 7, một lần nữa nhá. 8, 2, 3, thả lỏng vai xuống nghiêng. 5, 6, 7, ke luôn, giữ 4 nào, hít thở, 3, gồng chặt mồm 2, ke giữ 1 thở đi. Lần 2 thở, lần 3 thở, lần cuối thở. Ôi, trở về thở. Hai ta mình cầm đầu chén nước luôn, đặt ra phía sau vai, mở vai ngực ra. Ơi, hông đẩy sang bên phải, xoay mũi chân phải 45 độ xéo, đẩy bốn chân trái xuống. Mắt nhìn sang bên phải nào, nhịp 1, nhìn 2, 3, mở xoay, 4 về xong, đi vai phải, bắt đầu. 1, 2, 3, xoay vai nào. 5, 6, 7, mắt nhìn theo. 2, 2, 3, hóp bụng luôn, thở, 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 hít sâu, 3, 2, 3, kéo căng lưng xuống, thở, 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 hít sâu vào, 4, 2, 3, hóp chặt bụng nào, thở, 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 hít sâu, 5, 2, 3, nhớ hóp bụng lại nhá, thở, 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 hít sâu, 6, 2, 3, xoay cằm nhìn theo vai, thở, 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 hít sâu vào hóp bụng, 7, 2, 3, kéo căng lên, 5, 6, 7, lần nữa nào, 8, 2, 3, lần cuối, 5, 6, 7, xoay luôn, mắt nhìn sang bên phải, ke giữ 4 nào, hít thở 3, gồng chặt ngực 2, ke giữ 1 thở đi, lần 2 thở, lần 3 thở, lần cuối thở luôn. Ôi, trở về rồi. Mời lớp hai chân mình khép bớt lại, nhỏ bằng vai rồi. Đứng trọng tâm dùng sang bên trái, nhón chân phải lên. Xoay gót chân ra, thả gối để lưng lên. Ôi, tay trái mình cầm cục tạ hoặc cầm chai nước, ép sát vào đầu. Tay phải mình đặt phía sau, kéo bằng cánh tay trái luôn. Đúng rồi. Không giữ chặt lại, mình không có đẩy hông đi nha. Ba nhịp nghiêng gần ngang nào, nhịp 4, trở về hít sâu. Bắt đầu. 1, 2, 3, hóp bụng vào, thở, 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 hít sâu, 2, 2, 3, căng lưng trái, thở, 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 hít sâu thẳng lưng luôn, 3, 2, 3, căng lưng bên trái, thở, 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 hít sâu, hóp, 4, 2, 3, tay phải kéo xuống nào, thở, 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 hít sâu nâng cằm, 5, 2, 3, hóp bụng vào đi nào, thở, 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 hít sâu, 6, 2, 3, mở vai ngực, thở, 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 hít sâu, 7, 2, 3, cố gắng nào, 5, 6, 7, một lần nữa thôi, 8, 2, 3, nâng cằm lên, 5, 6, 7, nghiêng luôn, kéo căng lên giữa 4 nào, hít thở, hít thở, 3, tiếp chặt cho một hai, ke giữ một thở, lần hai thở, lần ba thở, lần cuối thở. Ôi, trở về hít sâu. Ôi, một lần đất nữa nha, hai chân mình đất rộng ra.
Ôi, xoay một chân phải vô, đẩy hông lên, xoay một chân trái ngang ra. Tay phải mình cầm chai nước, sắn qua eo bên trái, tay trái mình lên cao thẳng cánh tay ép sát đầu. Xoay cầm nhìn sang vai phải luôn, mình đi eo lưng sau. Ba nhịp nghiêng lùn, tay phải trái ép sát, nhịp 4 trở về hít sâu. Nhớ giữ tay trái ép sát đầu nhá. Bắt đầu. 1, 2, 3, sắn eo qua luôn. Thở, 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 hít sâu nào. 2, 2, 3, xoay mặt nhìn tay luôn. Thở, 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 hít sâu. 3, 2, 3, bụng hóp chặt khi nghiêng. Thở, 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 hít sâu vào. 4, 2, 3, kéo căng lưng bên trái. Thở, 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 hít sâu. 5, 2, 3, giữ người dài lên nào. Thở, 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 hít sâu. 6, 2, 3, kéo căng lưng. Thở, 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 hít sâu, cố gắng. 7, 2, 3, xoay cầm qua. 5, 6, 7, một lần nữa nha. 8, 2, 3, hóp bụng nghiêng xuống. 5, 6, 7, kè luôn, giữ 4 nào. Hít thở, hít thở, 3, gồng bụng vô hài, kè giữ 1 thở luôn. Lần 2 thở, lần 3 thở, lần cuối thở. Ôi, trở về hít sâu. Ôi, mời lớp 2 chân mở ra, hạ ngã xuống nào. Hạ chân lên xuống luôn. 2 chân mình khép lại. Ôi, mình chạm xuống lưng, nhịp 1, bước chân trái lên nhau, lúc chân phải, kéo căng lưng, hít sâu, nhịp 2, trở về. Nhịp 3, đổi bên. Nhịp 4, trở về. Chuẩn bị, bắt đầu. 1, hít, thả lỏng. 2, hít, nhón cao lên. 3, hít, mắt nhìn theo. 4, hít, kéo căng lượt. 5, hít, nhón chân sau. 6, hít, thả lỏng thở. 7, hít, chuẩn cao nào. 8, hít, thả lỏng. 9, hít, lần cuối nào. Lên hít đầu. Ôi, hạ xuống thở luôn. Hai chân mình mở rộng ra, trả xuống lên. Cong chống lưng nào, nâng cầm nhấp luôn. 8, 7, 6, nâng cầm. 5, 4, thả lỏng. 3, 2, nâng cầm xoay bên trái. 4, 3, 2, nâng cầm nhấp bên phải. 4, 3, 2, ôi, trở về. Ôi, bây giờ là hết bài eo. Cảm ơn các bạn. Chắc hẳn mọi người sau bài tập sẽ rất là mệt. Chúng ta nhớ duy trì đều đặn mỗi ngày thì sức khỏe chúng ta sẽ lên dần. Trong kênh Vóc Dáng Hoàn Hảo chúng tôi có nhiều playlist, trong đó có rất nhiều loại bài tập. Phân ra bài tập bài nhạc 30 phút, bài nghiêng lườn 10 phút, bài tập bụng 5-10 phút. Chúng ta sẽ kết hợp 3 bài tập này cùng lúc, như vậy hiệu quả của nó sẽ tăng lên rất là nhanh. Cùng với chế độ ăn uống của mình thì tôi tin rằng chúng ta giảm từ 3-10kg một tháng là điều có thể. Nếu quý vị chúng ta muốn được tư vấn về cân nặng, chiều cao cũng như chế độ ăn uống, các luyện tập sao cho đúng, chúng ta hãy comment phía dưới. Selena sẽ kiểm tra tất cả comment và sẽ trả lời với mọi người. Xin chào, hẹn gặp lại.